thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Có thể coi đây là một bài thơ tình dân gian kiệt tác. Thuyền và bến là hai hình ảnh ẩn dụ, nhân hóa giao kết, giao hòa bằng những tình cảm sâu nặng. Thuyền nhớ bến, bến đợi thuyền, khăng khăng mãi trong lòng, không bao giờ có thể đổi thay, phai nhạt. Bài ca dao là tiếng đồng vọng của lòng người và thời gian năm tháng. Nó giàu giá trị nhân bản, phản ánh một thời ly loạn và bi kịch cuộc đời. Với giai điệu ngọt ngào thiết tha, nó ca ngợi tấm lòng đôn hậu, tình nghĩa thủy chung của những người vợ, người mẹ trong xã hội. Thuyền và bến là hình tượng nghệ thuật mang vẻ đẹp nhân văn, thể hiện một cách độc đáo cảm hứng nhân đạo về tình thương, nỗi nhớ, khát vọng được sống trong sum họp yên vui hạnh phúc của lứa đôi. Nó mãi mãi là bài học vô giá về tình nghĩa thủy chung và lòng biết ơn những người mẹ, người chị, người vợ quê ta.